Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức trưa ngày hôm nay, 22 tháng 8. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Phan Thái Lan hoang mang khi đội nhà mang hai lưỡi dao cùn đấu Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo có viện binh cực khủng đấu Thái Lan. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải chỉ ra sự khác biệt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phan Thái Lan hoang mang khi đội nhà mang hai lưỡi dao cùn đấu Việt Nam trong bản danh sách triệu tập đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, ông Akira Nishino chỉ điền tên hai tiền đạo duy nhất. Hai chân sút được triệu tập là Supachai Jaidi và Chananan, cả hai đều đang có phong độ khá tệ hại tại Thai League 2019. Supachai chỉ ghi được hai bàn sau 22 lần ra sân, trong khi đó Chananan có đúng một pha lập công duy nhất sau 21 trận. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Supachai Jaidi tịt ngòi ở giải tứ hùng tại Trung Quốc hồi tháng 3 và Kings Cup. Còn Chananan thậm chí mới khoác áo đội tuyển Thái Lan 9 lần và chưa từng nổ súng. Người hâm mộ Thái Lan tỏ ra vô cùng lo lắng và đặt nhiều câu hỏi. Ông Akira Nishino triệu tập tới 33 cầu thủ, trong đó có tới 5 thủ môn. Nhưng với chỉ hai lưỡi dao cùn như trên thì liệu đội tuyển Thái Lan của họ có đánh bại được Việt Nam hay không? Trước làn sóng phản đối, fanpage chiêu xúc nổi tiếng có liên quan đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phải lên tiếng chấn an các cổ động viên. Cả hai tiền đạo lên tuyển lần này đều không đạt phong độ cao. Chúng ta đều biết thất bại tại Kings cũng chính là lý do hàng tiền đạo kém duyên trước khung thành của đối phương. Một số tiền đạo khác đã được đề cử cho ông Akira Nishino như Apiwat, người đã ghi đến 7 bàn tại Thái Lịch 2019. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự lựa chọn từ ông Akira Nishino hãy để cho thực tế chứng minh xem rằng ông ấy đã chọn đúng hay là sai. Điều quan trọng nhất với người hâm mộ chúng ta bây giờ là phải ủng hộ cho đội tuyển quốc gia của mình trước các trận đấu ở vòng loại World Cup. Trang Chiêu xúc cũng có những phân tích về các nhân tố khác trong danh sách đội tuyển Thái Lan. Cụ thể, Ekanit là nhân tố có thể gây bất ngờ. Cầu thủ 19 tuổi này lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau khi ghi nhiều bàn thắng tại Thái Lịch trong màu áo câu lạc bộ Chiang Rai với 8 bàn sau 20 trận. Tiền vệ Nitipong sau nhiều năm bị bỏ quên cuối cùng cũng sẽ có cơ hội thi đấu cho voi chiến. Ngoài ra đội tuyển Thái Lan đón chào sự trở lại của Narubadin cùng một số cái tên tiềm năng như Anon hay Supachok Sarachak. Cả ba cầu thủ đang chơi tại Zilic cũng đều có tên. Họ sẽ là những nhân tố của đội tuyển. Nhưng bóng đá là trò chơi của 11 người nên họ cần làm quen thật nhanh với sơ đồ của huấn luyện viên mới, ông Akira Nishino, người Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có viện binh cực khủng đấu Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, không loại trừ khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự phục vụ bất ngờ của thủ thành Việt kiều Philip Nguyễn ở trận đấu với Thái Lan. Theo một vài nguồn tin trong nước, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay bản danh sách 26 cầu thủ sắp được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup. Đáng chú ý, trong bản danh sách này chỉ có hai thủ môn, chứ không phải là ba người như thường lệ. Nhiều ý kiến cho rằng, trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam chỉ có một trận gặp Thái Lan, nên việc gọi lên 3 thủ môn là không cần thiết. Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết khác cũng khá hợp lý là huấn viên Park Hang-seo muốn để dành chỗ cho một cái tên nào đó. Cái tên này nhiều khả năng là Philip Nguyễn. Theo thông tin mới nhất từ một quan chức VFF, quá trình xin nhập tịch quốc tịch Việt Nam của Philip Nguyễn đang tiến triển rất nhanh. Như vậy không loại trừ khả năng Philip Nguyễn sẽ được ông Park Hang-seo triệu tập ngay trong đợt hội quân vào cuối tháng này. Nếu kịch bản này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ có một sự lựa chọn hoàn hảo trong khung gỗ. Philip Nguyễn sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng phản xạ và chống bóng bổng tuyệt vời. Anh còn được đánh giá cao hơn Đặng Văn Lâm, thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam hiện tại. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam, như quý vị và các bạn đã biết, dù gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất tự tin trong lần tái đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Nhìn vào những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đối mặt vào lúc này, rõ ràng là có lý do để lo khi đôi cánh Trọng Hoàng và Văn Hậu gần như không kịp hồi phục cho cuộc tái đấu với người Thái. Mất Trọng Hoàng và Văn Hậu là một thiệt thòi rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Khi cần biết rằng bộ đôi này đã góp công rất lớn vào hai giải đấu thành công gần nhất của ông Park Hang-seo là AFF Cup và Asian Cup. Giải quyết được vấn đề Trọng Hoàng và Văn Hậu thì đội tuyển Việt Nam có thể yên tâm trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Cũng giống như người hâm mộ hay giới chuyên môn, việc tuyển Việt Nam gặp khó khăn cũng làm cho huấn luyện viên Park Hang-seo nhấp nhổm. Nhưng trong cái rủi còn có cái may khi thầy Park còn có đủ thời gian để tính cho phương án thay thế tối ưu nhất với các vị trí của Văn Hậu và Trọng Hoàng. Hiện tại thì ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn đã có những phương án tốt nhất để thay thế cho Văn Hậu hay Trọng Hoàng ở bên hành lang cánh trái và cánh phải cho trận đấu tới đây với đội tuyển Thái Lan. Cụ thể, vị trí của Trọng Hoàng khả năng được trao cho Văn Thanh, người vốn dĩ đã chơi rất hay bên hành lang cánh phải dưới thời của ông Park Hang-seo trước khi dính chân thương nặng phải vắng mặt ở AFF Cup và Asian Cup. Ngoài ra thì Văn Kiên cũng là một phương án rất hợp lý nhất là sau màn thể hiện ở Kings Cup của hậu vệ cánh người Nghệ An này. Cùng lúc bên phía đối diện, Hồng Duy đang là ứng viên số 1 để thay thế cho Văn Hậu khi sở hữu khả năng công thủ tương đối toàn diện. Thậm chí mùa này, Hồng Duy đã có 6 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở V-League với những đường tạt từ biên khá chính xác, đủ để ông Park tin tưởng. Giải quyết ổn thỏa ở hai cánh, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại người Thái được tăng lên một phần. Giải quyết được vấn đề Văn Hậu và Trọng Hoàng là điều ông Park yên tâm, nhưng để tự tin đánh bại Thái Lan một lần nữa trên sân của đối thủ thì chiến lược gia người Hàn Quốc lại đặt chọn vào hàng công chất lượng mà mình đang có. Quang Hải đương nhiên là quân bài quan trọng nhất và bên cạnh đó với phong độ trói sáng vào lúc này thì Văn Toàn dĩ nhiên được coi là một cứu cánh khi công phượng vẫn bị đặt dấu hỏi vì chưa tìm được cơ hội để ra sân nhiều tại Bỉ. Chưa hết sức mạnh ở hàng công của tuyển Việt Nam còn có những lựa chọn khác chất lượng như Văn Quyết, Hà Minh Tuấn hay Anh Đức, vốn đầy kinh nghiệm cùng phong độ cao đang sẵn sàng giúp cho ông Park Hang Seo mở ra cánh cửa chiến thắng trước một Thái Lan thêm một lần nữa sau King Cup cách đây ít tháng. Với một hàng công đầy chất lượng, phong độ cao như đang nằm trong tay ông Park thì hoàn toàn đủ để xoay sở hay tính toán cho những trận đấu tới thay vì chỉ trông đợi vào một cái tên như Công Phượng hay Quang Hải như trước đây thủ ổn công cường thì việc ông Park đang rất tự tin để đánh bại Thái Lan một lần nữa cũng là chuyện bình thường. Huấn luyện viên Lê Thủy Hải chỉ ra sự khác người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước thêm trận gặp Thái Lan vào ngày mùng 5 tháng 9 sắp tới, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đối mặt với khả năng vắng trọng hoàng và văn hậu. Dù theo các thông tin bên lề thì bộ đôi này vẫn được thể Park triệu tập sơ bộ chờ bình phục chấn thương. Trước đó thì tuyển Việt Nam đã chắc chắn thiếu đình trọng, thậm chí trung vệ của Hà Nội FC còn vắng mặt cho tới đầu năm 2020. Như vậy, với việc thiếu vắng nhiều trụ cột, không ít các cổ động viên Việt Nam đang tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lê Thụy Hải đưa ra góc nhìn lạc quan. Dù nhận định mọi thứ đúng là khó khăn, ông cho rằng truyền thông nên truyền tải thông điệp để cổ vũ cho Trọng Hoàng và Văn Hậu, bình phục chấn thương, chứ không nên đi theo hướng tiêu cực. Từ nay cho đến ngày gặp Thái Lan, chúng ta còn thời gian, báo chí cũng không nên làm nặng nề quá, Ông Park có trách nhiệm phải tìm ra con người để thi đấu. Đây là đội tuyển quốc gia của cả một quốc gia gần 100 triệu người dân. Tại sao chúng ta cứ loanh quanh một vài người? Tôi không thích tỏ ra quá lo lắng như vậy. Cần làm sao để mọi người tự tin? Hy vọng, còn nếu bảo không có Trọng Hoàng Văn Hậu và Đình Trọng thì không còn đội tuyển quốc gia là không được. Báo chí cần mạnh mẽ. Người ta nói báo chí cần là mũi nhọn. Ví dụ anh Quang Huy đưa tin tích cực là chúng ta có bản quyền trận đấu ngày mùng 5 tháng 9 thì người hâm mộ sẽ an tâm. Huấn luyện viên Lê Thủy Hải trấn an người hâm mộ. Nhấn mạnh rằng việc tìm người thay thế các trụ cột chấn thương là trách nhiệm của huấn luyện viên người Hàn Quốc, nhưng khi đi sâu vào phân tích về chuyên môn thì ông Lê Thủy Hải vẫn phải thừa nhận những khó khăn. Song ông vẫn rất tin tưởng vào sự chuyên nghiệp chăm chỉ của thầy Park trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải. Tất nhiên trong cả đội hình thiếu ba người như thế thì rất nguy hiểm. Nó là cả một dãy, nếu thiếu một người nào đó thì dễ, nhưng thiếu một lúc cả ba người thì cực khó, mà đây là thuộc về đội hình chính. Thường thì trong đội hình chính các huấn luyện viên dựa vào các con người cụ thể, giờ thiếu đến ba người như thế này là lớn rồi đấy. Việc gọi cầu thủ mới lên sẽ ảnh hưởng. Nhưng dù sao với cách làm của ông Park Hang Seo thì sẽ hạn chế được sự tiêu cực. Ít có huấn luyện viên nào giống như ông ấy, trận nào ông ấy cũng cố gắng đi xem, xem chiều, tối lại xem trận khác ở V-League không phải nịnh ông ấy nhưng ít huấn luyện viên tiền nhiệm nào làm được như thế vì thế ông ấy cũng nắm được tương đối vững các cầu thủ ông hải lơ phân tích đánh giá về cơ hội của đội tuyển việt nam ở vòng loại world cup huấn luyện viên lê thụy hải thắc mắc rằng tại sao chúng ta cứ quá tập trung vào đối thủ thái lan trong khi đó theo những phân tích thì chúng ta phải cố gắng đứng đầu bảng ông lê thụy hải cho rằng mục tiêu của chúng ta không đứng đầu bảng được thì khó đi tiếp vì việt nam nằm trong bảng đấu đặc thù khó cạnh tranh với các đội nhì bảng khác Quan trọng nhất là chúng ta đứng đầu bảng chứ không phải đấu với Thái Lan và nếu thắng Thái Lan mà thua đội khác thì cũng thế thôi, ông Lê Thủy Hải chốt lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi, đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.